Xin chào anh Trần Tú Khoa và xin chào tất cả các bạn. Hôm nay em test hàng cho anh Trần Tú Khoa. Anh ở Sóc Trăng. Anh có đặt hàng bên em một bộ sản phẩm bao gồm những sản phẩm sau đây. Thứ nhất là một tay hàn nâu 907. Đó. Tay hàn nâu 907 loại chính hãng. Giá là 180.000 cho một tay hàn như này thì bên mình bảo hành 1 tháng đối với cái tay hàn này. Ok. Và trong video này thì em sẽ không test cái sản phẩm này. Tiếp tục đến là một mạch âm sắc 12V đơn V1, giá là 140.000, bên em không test trong video này. Thứ hai là một mạch chỉnh âm sắc đôi 12V đôi, giá là 120.000, thì bên em cũng sẽ không test ở trong video này. Thì ở trong video này em sẽ test một bộ sản phẩm, một mic màu bạc, một mic màu tím hồng, em xin lỗi, nói lắp hơn chút. Một mic màu tím hồng giá là 325.000. Thì đối với cái bộ mic này là mic tần số cố định, không thể thay đổi được. Ok, bây giờ em sẽ kết nối với mạch mic 12V đơn để test hàng cho anh. Và bên em sẽ tặng kèm một cái jack 5 chân để anh kết nối tín hiệu cho mạch thu của mic bằng ten. Ok, như vậy là màn hình LED ở trên mic đã sáng, và đồng nghĩa với đấy là bóng đèn LED ở mạch cũng đã sáng. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alo. Ok, như vậy là cái bộ mic của anh đã hoạt động rất tốt. Và bây giờ em sẽ đánh dấu ký hiệu lên cái sản phẩm một mic này để gửi hàng cho anh. Và nếu bạn nào có nhu cầu mua hàng, xin hãy truy cập vào linh kiện 789.vn hoặc liên hệ qua số điện thoại Zalo trên tiêu đề video. Okay, đây là ký hiệu ở trên cái bộ sản phẩm một mic của anh. Và xin cảm ơn anh Trần Tú Khoa đã luôn tin tưởng và sử dụng sản phẩm bên em. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ sản phẩm và dùng sản phẩm của mình trong thời gian qua. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video kế tiếp. Chào tạm biệt.